thần không cứu thì ta sẽ cứu, vì nhân loại chẳng ngại phong ba. Kẻ nào cạn dù là thần thánh ta không cần biết cũng giết không tha. Bù đã đại diện nhân giới vì sự diệt vong của chúng sanh, người mang nguồn sức sống mới chỉ có thể là Bù Đa. Bù Đa, Bù Đa vẫn tỏa sáng, tỏa hào quang thật loáng, đánh những kẻ phỉ báng, không cần thêm đề kháng. Binh đi trên trán là luân xa, giúp ngài tập trung khi chiến đấu, nhãn quang nhạy bén như radar. Đối thủ cứng đơ không minh máu, ngài được ghi chép trong trang sử, hình tượng thiêng liêng của con dân. Muốn va nhưng không cố gắng thử, phe tần chỉ thế còn non chân. Sơ tài Đức Phật là sơ tài mới ở Ragnarok, ngài ngầu hơn phim, mang tư tưởng bảo vệ nhân loại. Còn tình yêu đó ngài để trong tim, ngài đánh như thế không thấy chất sao. Thích Ca Mâu Ni này đang phất cao, độ trì ba tánh vẫn có khó khăn, xua tan đau khổ với chuyện lố lăng. Con đường nhân gian này nhiều bị ai, ta không từ bỏ tất đặt đa. Những nơi ngài chuẩn bị đi đến thì cứ dặn ra, khi được sinh ra ngài đi bảy bước nở bảy hoa sen. Có chứng cứ thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn nhất thiết thế gian, sinh lão bệnh tử. Ngài chính là hoàng tử thời trẻ nhưng đã chứng kiến đau khổ ly tán, quyết rời xa hoàng cung lộng lẫy đi tìm con đường độ trì nhân gian. Nam mô A Di Đà, Đức Phật đã hiện linh đây mà. Hôm nay có món quà phúc lộc tới từ trên thiên hà. Tiện từ trong suy nghĩ ta độ lượng Đức Phật từ bi. Lời vân ta mộc mạc giản dị nhưng ẩn sâu chứa đầy hàm ý. Bản thân nhân gian sẽ không phân biệt, cùng góp công sức vì ta trong thuyền. Đẩy xa nhanh bóng đêm chiếm hữu, mũi tên có sẵn dương cung lên liền. Đôi mặt rớt không gây hiềm khích, lý lẽ Phật dạy người nghe đang ghiền. Sức mạnh thật ta chưa bộc lộ, chấp bảo đối thủ dù hung hay hiền. Ai cũng muốn thắng không muốn thua, muốn được lấy giải không muốn đua, muốn được đồng minh ta công nhận. Chỉ tiếc cùng duyên nhưng không phận, thiên nhãn dịu giác đại niết bàn chẳng. Không không đùa dài có nhai riết thành nhãn. Ơi để lục thiên ma vương ba tuần, hôm nay chính là ngày thánh trần. Và là giải thích cho mình chưa được tương lai, chuyện giới lục đạo đó chính là chuyện thứ hai. Nghiệp diệt luôn hồi đưa rồi chưa đến hồi kết, đại biên tịch đa tiếng ba tuần tới cõi chết. Hậu quả tại sao các con đường người đang đi, dẹp bỏ tâm ác không được mang vào suy nghĩ. Năm